Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tốt Sova và ngay sau đây sẽ là những thông tin thú vị có trong ngày. Càng về những tập cuối của Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh thì cặp đôi Kiều Tinh Tinh và Vu Đồ càng ngọt ngào. Khán giả đếm chỉ trong 6 tập phim, hai diễn viên chính có đến 10 cảnh hôn, khiến người xem cũng tan chảy trước độ tình tứ của cả hai. Đặc biệt, cảnh hôn kéo dài 90 giây đánh dấu sự phát triển mới trong mối quan hệ của cặp đôi đã lên top tìm kiếm Weibo và được khán giả liên tục bàn tán. Đây là một trong những cảnh hôn dài và mãnh liệt nhất của Địch Lệ Nhật Ba trên màn ảnh. Khán giả thậm chí còn phát hiện môi của nữ diễn viên bị lem hết son sau cảnh phim nóng bỏng này. Nhiều người để lại bình luận phấn khích trước sự tương tác tự nhiên và ngọt lịm của cả hai. Những cảnh hôn và sự gắn bó đầy ngọt ngào của Dương Dương và Địch Lệ Nhật Ba giúp Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh thu hút nhiều sự chú ý. Bộ phim đã vượt qua 2 tỷ lượt xem dù chưa kết thúc, phá nhiều kỷ lục lượt xem trên nền tảng Tencent. Địch Lệ Nhật Ba không phải là sao nữ dễ tạo phản ứng hóa học với bạn diễn nam, cô cũng ít có cảnh hôn nồng nhiệt như khi đóng Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Trong bộ phim trước đó là Trường Ca Hành, cảnh hôn giữa Địch Lệ Nhật Ba và Ngô Lỗi chỉ là hôn giả, còn bị làm mờ từ xa và ống kính quay cận vào hai chú chim. Sự nổi tiếng của Dương Dương và Địch Lệ Nhật Ba góp phần không nhỏ mang lại sức nóng cho phim. Hai người được nhận xét như hai nhân vật chính từ tiểu thuyết bước lên màn ảnh. Sự ghép cặp của họ cũng đáp ứng kỳ vọng của các fan nguyên tác nhờ visual đỉnh cao, tương tác ngọt ngào và đậm chất ngôn tình.